Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã trôi qua được một tuần lễ, nhưng những tranh cãi về nó vẫn chưa lắng xuống. Một mặt, có những khán giả khen ngợi sự lộng lẫy, choáng ngợp của nó. Chẳng hạn như vào hôm 2 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nghệ sĩ đứng sau lễ khai mạc Olympic 2024, ca ngợi sự táo bạo của họ, đồng thời nói thêm rằng buổi biểu diễn đã khiến nước Pháp tự hào. Nhưng một mặt khác, chương trình này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ, đặc biệt trong cộng đồng 2,4 tỷ cơ đốc nhân và những người tôn trọng truyền thống trên toàn cầu. Nhiều người đã chỉ ra những màn diễn khó hiểu, dung tục, biến dị, thậm chí báng bổ cơ đốc trình diễn nhại theo bức họa Bữa tối cuối cùng hay Bữa tiệc ly, một biểu tượng của cơ đốc giáo. Mới đây nhất, trong một bức thư ngỏ, 20 hồng y và giám mục công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đưa ra lời xin lỗi chính thức về lễ khai mạc Thế vận hội Paris, đặc biệt là sự mô tả một cách báng bổ các biểu tượng cơ đốc giáo khi diễu nhại bức tranh Bữa tiệc ly của danh họa thời phục hưng Leonardo da Vinci. Bức thư viết: "Thế giới đã sốc khi chứng kiến Thế vận hội mùa hè ở Paris khai mạc bằng một bức tranh kỳ dị và báng bổ về Bữa tiệc ly. Thật khó hiểu làm sao đức tin của hơn 2 tỷ người lại có thể bị xúc phạm một cách tùy tiện và cố ý như vậy." Trong thư cũng yêu cầu ban tổ chức Olympic phủ định lễ khai mạc và xin lỗi tất cả những người có đức tin. Bức thư tiếp tục với đoạn: "Mặc dù khó có thể tin rằng một sự nhạo báng cố ý đầy thù hận như vậy đối với bất kỳ tôn giáo nào khác sẽ được thể hiện trên sân khấu văn hóa, và chỉ có bằng cách lần lại dòng lịch sử và giải thích ý nghĩa của chương trình này dưới góc độ văn hóa, chúng ta mới có thể phần nào hiểu được chuyện gì đã diễn ra trong chương trình này." Những màn trình diễn khó hiểu và quái dị. Không chỉ có màn diễn nhại lại Bữa tiệc ly khiến người cơ đốc nổi giận, mà còn rất nhiều những tiết mục khác được xem là ma quái, tà giáo, báng bổ hay phóng túng. Chúng ta hãy lần lượt phân tích từng tiết mục. Trước hết là một loạt các cảnh đã được quay trước, có vẻ như tôn vinh sự phóng túng tình dục của một mối quan hệ tay ba. Nó cho thấy ba người đang âu yếm nhau trong Thư viện Quốc gia Pháp. Họ còn đóng cửa trước người xem như sắp làm chuyện đó. Nhiều người hiện đại nghĩ rằng đặc trưng của người phương Tây là tự do, trong đó có tự do tình dục. Thực ra trước khi có những phong trào giải phóng tính dục vào thập kỷ 1960-1970, thì người phương Tây theo truyền thống không có tình dục phóng túng. Một trong bảy đại tội của người phương Tây theo cơ đốc giáo là tội dâm dục. Tội này được đại diện bởi Asmodeus, một trong bảy hoàng tử địa ngục. Và một trong 10 điều răn của Thiên Chúa được ghi lại trong Kinh Cựu Ước chính là không được tà dâm. Ngày nay, nhiều điều đã không còn nguyên vẹn nữa. Song việc trình diễn một màn âu yếm tay ba trước mấy tỷ người theo dõi thì nên gọi là gì đây? Vào giữa buổi lễ khai mạc, còn xuất hiện hình ảnh một con bò vàng. Con bò vàng là biểu tượng mà những cơ đốc nhân không còn lạ lẫm gì. Trong Kinh Cựu Ước có kể về hành trình hồi hương của nạn dân Israel từ Ai Cập. Khi ấy, có lần thánh nhân Moses phải lên núi Sinai để nhận 10 điều răn của Thiên Chúa Jehovah. Ông đã dặn dân chúng phải chờ ông dưới núi. Nhưng được một thời gian thì dân chúng đến gặp Aaron và yêu cầu ông ta dựng các thần linh cho họ. Aaron quyên góp vòng đeo tai của dân chúng và đúc nên một con bò vàng. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 32 câu 4, ông nói rằng: "Hỡi người Israel, đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập." Ông còn nói tiếp: "Sáng mai sẽ có tế lễ tôn kính cho Jehovah." Vậy là dân chúng đã dâng lễ, ăn uống và vui chơi trước tượng con bò vàng. Sự kiện này đã dẫn đến cơn thịnh nộ của Moses và sự diệt trừ những kẻ bái lạy con bò vàng thay vì bái lạy và thờ phụng Thiên Chúa. Đây chính là xuất phát của biểu tượng con bò vàng hay con bê vàng của người phương Tây, ám chỉ những người đã phản bội Thiên Chúa và bái lạy thần của ngoại giáo, tà giáo. Chưa hết, trong buổi lễ khai mạc còn có hình ảnh một kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng không đầu. Khung cảnh ma quái này khiến nhiều người nghĩ đến Khải Huyền, chương 6, câu 2. "Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa trắng, người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng." Hoặc một đoạn khác trong Khải Huyền: "Tôi xem và thấy một con ngựa trắng xám và tên của người cưỡi nó là Cái Chết và địa ngục đi với nó. Nó có quyền kiểm soát trên 1/4 đất đai
dùng đao kiếm, đói khát, chết chóc và các loài thú trên mặt đất để giết người. Đây là một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền, chính là bốn kỵ sĩ cưỡi trên bốn con ngựa màu trắng, đỏ, đen và xanh xám được nhắc đến trong Khải Huyền thuộc Kinh Tân Ước của Cơ Đốc giáo. Bốn kỵ sĩ thường được miêu tả như là biểu tượng của xâm lược, chiến tranh, nạn đói và cái chết. Quả là lành ít dữ nhiều, chẳng hiểu ban tổ chức lễ khai mạc có ngụ ý gì đấy. Còn có hình ảnh ma quái, một người phụ nữ mặc áo đỏ loét không đầu trong nền nhạc Death Metal của ban nhạc Gojira giữa làn khói đỏ ma quái. Điều mà nhiều người nói là giống như lễ thờ phượng Satan. Thực ra người phụ nữ áo đỏ với cái đầu máu me không nằm trên cổ mà lại được bê trên tay chính là hình ảnh ám chỉ hoàng hậu Marie Antoinette của nước Pháp, người đã bị hành quyết cùng với chồng mình là vua Louis XVI trong thời cách mạng Pháp. Đây là thời kỳ mà ở nước Pháp có triều đại khủng bố. Từ ngày 27 tháng 6, 1793 đến 27 tháng 7, 1794, khi ấy chế độ độc tài Jacobin hành quyết bất kể vua, quý tộc hay dân thường. Vua Louis XVI, hoàng hậu Marie Antoinette và các nhà quý tộc như là công tước Louis Philippe II, Madame Roland, kể cả nhà hóa học tiên phong Antoine Lavoisier và chừng 70.000 dân thường bị hành quyết bằng máy chém. Những người này bị xử chém đa phần bởi những kết tội vu vơ, suy diễn, không cần bằng chứng, chỉ cần tuyên án phản cách mạng là xong. Đặc biệt, cách mạng Pháp chính là thời kỳ khủng bố tôn giáo, tức là Cơ Đốc giáo. Trong thời kỳ này, Robespierre, họa sĩ Jacques Louis David là những người đi theo họ đã sáng lập một kiểu chủ nghĩa vô thần dựa trên phong trào khai sáng, xưng là giáo phái lý tính nhằm thay thế Cơ Đốc giáo. Ngày 5 tháng 10 năm 1793, Công hội quốc dân bãi bỏ lịch Cơ Đốc giáo, đặt ra lịch Cộng hòa. Ngày 10 tháng 11, nhà thờ Đức Bà Paris bị đổi tên thành Đền Lý Tính, Temple of Reason, và một nữ diễn viên đóng vai nữ thần Lý Tính cho quần chúng bái lạy. Giáo phái Lý Tính dựa trên thuyết vô thần nhanh chóng được cưỡng chế triển khai ở Paris. Chỉ trong một tuần, tại Paris, ngoài 3 giáo đường Cơ Đốc giáo còn hoạt động ra, tất cả các giáo đường còn lại đều bị đóng cửa. Vận động khủng bố tôn giáo nhanh chóng lan ra toàn quốc. Một lượng lớn các giáo sĩ bị bắt giữ, một số bị xử tử. Cho nên, nhắc đến hoàng hậu Maria Antoinette bị xử chém là nhắc đến cách mạng Pháp. Nhắc đến cách mạng Pháp là nhắc đến thời kỳ khủng bố tôn giáo, mà tôn giáo ở Pháp chính là Cơ Đốc giáo. Song theo đa phần ý kiến khán giả, màn trình diễn mang tính nhạo báng nhất là tiết mục hóa trang có tên lễ hội. Vì sao mà khán giả, đặc biệt là các Cơ Đốc nhân lại phản đối nó đến thế? Từ bữa tiệc ly của Cơ Đốc giáo biến thành bữa tiệc nát rượu của ngoại giáo. Để hiểu về lý do người Cơ Đốc phản đối màn trình diễn tiết mục hóa trang Festival, vì cho rằng nó nhại lại và nhạo báng bức họa bữa tiệc ly mang tính biểu tượng của Cơ Đốc giáo, thì cần tìm hiểu xem bữa tiệc ly là gì và ý nghĩa của nó ra sao trong Cơ Đốc giáo và văn hóa phương Tây nói chung. Bữa tối cuối cùng hay bữa tiệc ly là họa phẩm vô song của một trong ba nhân vật kiệt xuất nhất thời Phục Hưng, còn gọi là Phục Hưng Tam Kiệt, là Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498, miêu tả trai phòng của tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Bữa tiệc ly là thời điểm cuối cùng Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đồ của mình trước khi Ngài bị chính quyền La Mã bắt và bị đóng đinh câu rút lên thập tự giá. Thời ấy, giữa buổi nhá nhem tôn giáo, khi nhà cầm quyền La Mã và giới lãnh đạo tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng của người dân để làm điều xấu, thì Chúa Giêsu đã xuất hiện như đã được tiên tri với dân Do Thái. Ngài đã chỉ ra sự giả dối trong đời sống tôn giáo, chỉ ra rằng chốn miếu đường linh thiêng, nơi tâm hồn ăn năn phục thiện, đã biến thành nơi những kẻ giả danh tôn giáo trục lợi và những chính trị gia thì đầy những sự đạo đức giả, vân vân. Chúa Giêsu vì vậy đã trở thành mục tiêu triệt hạ của những kẻ giả danh tôn giáo và chính quyền. Tuy nhiên, họ chỉ dám làm việc này vào ban đêm, một cách lặng lẽ, để tránh sự nổi loạn của đa phần dân chúng yêu mến Chúa Giêsu. Đó là bối cảnh của bữa tối cuối cùng. Trong bữa tiệc ấy, Chúa Giêsu bẻ bánh, dâng lời tạ ơn, đưa bánh cho các môn đồ mà nói rằng: "Này là thân thể ta." Rồi Ngài lấy chén, tạ ơn, đưa cho các môn đồ mà nói rằng: "Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." Sau cùng, Ngài căn dặn các môn đồ: "Hãy làm điều này để nhớ đến ta." Chúa Giêsu đã tiên tri với các môn đồ rằng
trong số họ có một người sẽ bán rẻ ngài. Đó chính là Judas Iscariot, nhân vật duy nhất đặt khuỷu tay lên bàn và đầu cũng được đặt ở vị trí thấp nhất so với những người khác. Nét mặt biểu lộ sự sợ hãi, trong tay lại nắm chặt túi tiền, là tiền hắn đã bán Chúa. Chúa Giêsu ngồi ở trung tâm bức họa, nét mặt bình thản nhưng thoáng buồn, ngài thu hút mọi ánh nhìn. Họa phẩm Bữa Tiệc Ly dù không phải là bí tích thánh thể, song nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Cơ Đốc nhân và văn hóa phương Tây, bởi vì nó miêu tả một trong những sự kiện quan trọng nhất trong Cơ Đốc giáo, lại là tác phẩm độc nhất vô nhị của một nghệ sĩ độc nhất vô nhị thời Phục Hưng. Và chúng ta biết rằng, mục tiêu cao cả nhất của mỹ thuật Phục Hưng là ca ngợi Chúa và nâng đỡ giáo hội. Thế nên, không khó để hiểu rằng, vì sao cộng đồng Cơ Đốc nhân và những người bảo vệ truyền thống trên toàn thế giới lại nổi cơn bất bình khi tiết mục hóa trang Festival, cũng với bố cục tương tự Bữa Tiệc Ly, nhưng thay thế hình ảnh Chúa Giêsu và các thánh tông đồ bằng những nhân vật trai giả gái, người chuyển giới hay khỏa thân dung tục phi nộn, sơn phết lem nhem, thậm chí còn có người giả gái mặc chiếc quần cũn cỡn không thèm che giấu bộ phận nhạy cảm. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, ekip thực hiện lễ khai mạc đã phải lên tiếng xin lỗi, giải thích đó là bữa tiệc rượu của thần rượu nho Dionysus trong thần thoại Hy Lạp. Cứ cho rằng đó là miêu tả thần Dionysus trong thần thoại Hy Lạp đi. Nhưng Dionysus là ai? Có nhiều phiên bản nói về vị thần này, nhưng phổ biến nhất thì người ta biết rằng Dionysus là con rơi của thần Zeus với một phàm nhân là nàng Selene. Dionysus chưa ra đời thì mẹ chết, nên được cha Zeus rạch đùi đưa vào đó nuôi cho đủ ngày đủ tháng rồi mới lấy ra. Khi lớn lên, Dionysus luôn say sưa rượu chè và được tháp tùng bởi một đoàn các satyrs đầu người mình dê, chính là các dâm thần. Chỗ nào có mặt Dionysus là có lễ hội, có bợm nhậu và có sự phóng túng thoát khỏi các ước thúc đạo đức. Dĩ nhiên, sau khi trai gái cùng với Dionysus nốc rượu say bí tỉ thì trở nên mất kiểm soát và họ truy hoan tập thể. Đó là nguồn gốc của lễ hội Ma Men Bacchanalia được truyền từ Hy Lạp tới La Mã, và Dionysus cũng mang một cái tên La Mã khác là Tửu Thần Bacchus, cũng là một vị tà thần, không phải chính thần. Và nay, Dionysus trần như nhộng này được đặt nằm trong khay, phải chăng là làm món chính thay thế bánh mì và rượu nho, và được đẩy ra trước một bàn tiệc của các nhân vật nhại theo bữa tiệc ly, nhưng ăn mặc dị hợm, điệu bộ kỳ quái. Quả thực giống như thể người dự tiệc phóng túng của Dionysus đứng vào vị trí Chúa Giêsu và các sứ đồ. Chà, trí tưởng tượng của người làm chương trình mới hoang dã làm sao. Bữa tiệc rượu của anh chàng nát rượu dâm loạn Dionysus này, một nhân vật ít người biết đến, lại được dùng để biện giải cho một tác phẩm dàn dựng trông giống hệt bữa tiệc ly nổi tiếng, ít nhất là với 2,4 tỷ người Cơ Đốc. Làm sao mà cả ekip chương trình lại không ngờ đến việc cả vài tỷ người sẽ nghĩ đến bữa tiệc ly khi xem tiết mục này? Khó mà tin rằng đây không phải là việc cố ý, nhất là khi tiết mục này được tháp tùng bởi một bầy đàn những tiết mục cùng loại với nó như chúng ta đã phân tích ở trên. Đến đây, chúng ta lại nhớ đến thi phẩm Quân Tử Hành của Tào Thực, người con trai rất giỏi văn chương của Tào Tháo. Trong đó có hai câu rất hay nói về đạo lý của người quân tử, sau này trở thành ngạn ngữ của người Trung Hoa, đó là qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Tạm hiểu rằng, bước tới ruộng dưa chớ chỉnh lại giày, đi ngang vườn mận thì không sửa mũ. Đi qua ruộng dưa nhà người ta mà cúi xuống chỉnh giày, hoặc đứng dưới gốc mận nhà người ta mà lại đưa tay lên sửa mũ, làm sao tránh khỏi mang tiếng kẻ trộm dưa, trộm mận. Câu thơ này muốn nói rằng, mọi cử chỉ hành động của người quân tử đều phải quang minh chính đại, tránh để người ta hiểu lầm rằng mình đang có ý đồ nào đó không tốt. Nhà thơ vô danh cư sĩ đã từng viết: quân tử phòng việc trước, tránh hiểm nghi sau này, ruộng dưa chớ chỉnh giày, vườn mận không sửa mũ. Và hãy đặt sự việc trong khuôn khổ Olympic hiện đại, với tinh thần không chỉ cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, mà còn phải cao thượng hơn nữa, chính là xuất phát từ ý tưởng của linh mục dòng Đa Minh người Pháp, cha Louis Henry Didon. Trên trang Olympic cũng viết rằng, phương châm ban đầu được linh mục Đa Minh Henry Didon bày tỏ lần đầu tiên trong lễ khai mạc một sự kiện thể thao hòng đường vào năm 1881, Pierre de Coubertin, người sáng lập Olympic hiện đại, có mặt ngày hôm đó, đã lấy chúng làm phương châm Olympic vào năm 1894 với việc phát động phong trào Olympic. Trang chính thức của Olympic cũng kết luận,
Nó thể hiện khát vọng của phong trào Olympic không chỉ về mặt thể thao và kỹ thuật, mà còn từ góc độ đạo đức và giáo dục. Người đang làm, trời đang nhìn. Chỉ 24 giờ sau cuộc trình diễn, một lỗi hệ thống điện kỳ lạ đã xảy ra và nhấn chìm kinh đô ánh sáng Paris vào bóng tối. Chỉ còn nhà thờ Thánh Tâm ở đồi Montmartre là tỏa sáng. Nhà thờ này được xây dựng năm 1870 theo lời kêu gọi của giám mục Félix Fourier. Khi quân Pháp thất trận trước người Đức, ông biện luận rằng một nhà thờ mới cung hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là cần thiết để cứu nước Pháp khỏi những suy đồi đạo đức do cuộc cách mạng Pháp gây ra, khiến nước Pháp lụn bại. Điềm báo này thật rõ ràng, sự nhạo báng Chúa, nhạo báng tín ngưỡng chân chính đi cùng đạo đức suy đồi sẽ khiến đất nước chìm trong bóng tối. Nhưng ánh sáng của Chúa, của thần trên nhà thờ Thánh Tâm vẫn kêu gọi một sự ăn năn. Theo Galati chương 6 câu 7 thì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Còn Matthew chương 9 câu 13 viết rằng ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế, vì ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Người Á Đông thì có câu người đang làm, trời đang nhìn, hoặc là trên đầu ba thước có thần linh, ngụ ý rằng vô số chính thần ở các không gian khác đang chú mục theo dõi nhất cử nhất động của con người. Người xưa cũng nói nhân gian thầm thì, trời nghe như sấm. Phòng tối làm việc trái lương tâm, mắt thần nhìn rõ như điện. Thế mà ở Trung Quốc, giữa thanh thiên bạch nhật, chính quyền Bắc Kinh bức hại tín ngưỡng chân chính với sách lược, bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể. Hãy xem đã có bao nhiêu người từ quan đến dân phải chịu quả báo từ việc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công. Còn ở Paris, giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của mấy tỷ người xem, người ta tổ chức một chương trình nhạo báng Cơ Đốc giáo. Ngay sau đó, kinh đô ánh sáng chìm trong bóng tối. Ai mà biết sắp tới sẽ có chuyện gì? Nước Pháp hiện đại khi nào mới hồi tâm? Rõ ràng đã không có chủ ý thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Lễ khai mạc đã cố gắng tán dương sự bao dung cộng đồng. Phát ngôn viên Thế vận hội Paris 2024 Anna Deschamps đã nói trong một cuộc họp báo hôm 28 tháng 7, phản ứng trước những quan điểm trái chiều sau lễ khai mạc. Còn Michael Aloisio, phát ngôn của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Paris 2024, đã trả lời vào hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 7 trên đài Radio France Info rằng chúng tôi kiên định với quyết định vượt qua các ranh giới của mình. Điều này cũng tương tự với tinh thần của người trong cuộc ở trong vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo vào năm 2015 đã làm rúng động nước Pháp. Trước sự kiện này, ông Stéphane Charbonnier, tổng thư ký tòa soạn Charlie Hebdo đã phát biểu: những gì tôi sắp nói có thể nghe hơi kiêu ngạo, nhưng tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Ông Gerard Biard, tổng biên tập Charlie Hebdo giải thích về việc từ chối rút lại bức biếm họa rằng nếu chúng tôi nói với tôn giáo rằng người là bất khả xâm phạm thì chẳng khác nào chúng tôi bị cưỡng bức. Laurence Leger, một phóng viên của Charlie Hebdo cũng đã phát biểu với CNN vào năm 2012. Mục đích là để cười. Chúng tôi cười vào những kẻ cực đoan, bất kể người Hồi giáo, Do Thái hay Công giáo. Ai cũng có thể là người mộ đạo, nhưng chúng tôi không chấp nhận được suy nghĩ và hành vi cực đoan. Sau vụ xả súng vào tòa soạn Charlie Hebdo của một nhóm khủng bố Hồi giáo vào năm 2020, tòa soạn này đã tái xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo như một sự thách thức. Giám đốc xuất bản Laurent Riz Sorriso của Charlie Hebdo viết trong lần tái bản này rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngơi nghỉ, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Sự thù ghét đã tấn công chúng tôi vẫn còn đó, và từ năm 2015, nó đã đột biến theo thời gian để thay đổi diện mạo, để âm thầm tiếp tục cuộc viễn chinh tàn nhẫn của nó. Ngày nay, vẽ tranh biếm họa tôn giáo xứ người chưa đủ, những người Pháp lại đi nhạo báng tín ngưỡng xứ mình. Vậy mà lại có người như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và những người khác lại ủng hộ, ca ngợi nó. Nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội Cơ Đốc vì đã hiệp thông đầu tiên và liên tục với giáo hoàng La Mã từ thế kỷ thứ hai, đến bao giờ mới chịu hồi tâm đây? Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị để lại bình luận và cảm xúc ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.